Sau đây tôi xin hướng dẫn các bạn cách truyền ngôn ngữ từ tiếng Trung Quốc qua các thể loại tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha trên các dòng máy của Unitron. Thì đầu tiên là chúng ta vào một cái Wi-Fi. Đó, thì chúng ta sẽ thấy một cái địa chỉ Wi-Fi chính là cái series máy của chúng ta đang dùng. Chúng ta đang ở đây, ta đang dùng con E500 thì chúng ta vào đấy. Sau chúng ta vào một chương trình duyệt web bất kỳ Google Chrome hoặc browser này cũng được. Chúng ta đánh vào địa chỉ này. Nhưng mà trước khi ấy thì chúng ta nhớ tắt 4G đi, phải tắt 4G đi. Rồi, chúng ta sẽ vào địa chỉ đây, chúng ta đánh là 192.168.10.1. Chúng ta bấm đi. Đó. Ở một gạch này thì có các thể loại thứ tiếng thì chúng ta chọn English. Tiếng Trung Quốc. English. Đó. Có một số dòng máy thì khi các bạn đánh chữ password vào trong thì nó mới cho đổi. Thì chúng ta đánh chữ password. Đó. Còn user sẽ là admin. Đó. Đó thì chúng ta bấm về và chúng ta đổi cũng được. Đó.